Ukraine dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và NATO đã vượt làn danh đỏ khi liều lĩnh tấn công cầu kết khiến huyết mạch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bị tê liệt tạm thời. Nhưng Ukraine đang phải trả giá. Trong 72 giờ qua, mưa tên lửa của Moscow liên tiếp rộ xuống khắp nơi, trong đó có Kiev, Odessa hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Để có được con tem in hình cây cầu kết cho người dân chụp ảnh tự sướng nhờ vụ tấn công liều lĩnh này, Ukraine đã khiến Nga Putin nổi giận. Sau khi điều tra kỹ càng, Tổng thống Putin đã chỉ thẳng mặt Ukraine và tuyên bố đây là thủ phạm, và đó là một vụ khủng bố cấp nhà nước. Chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công trên, Nga thực sự hết kiên nhẫn, mở đợt tập kích tên lửa ồ ạt trả đũa Ukraine. Hàng trăm quả tên lửa các loại tập trung không chỉ vào các mục tiêu quân sự mà còn đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Ukraine. Các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang diễn ra. Nhiều trung tâm hậu cần kỹ thuật cung cấp vũ khí từ Ba Lan cho Ukraine đã bị phá hủy. Đồng thời, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của các thành phố Ukraine có thể bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Trái ngược với tuyên bố của chính quyền Ukraine về việc hàng trăm tên lửa Nga đã được cho là bị bắn hạ mỗi ngày, con số thiệt hại vẫn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng và đã có sự sụt giảm đáng kể trong các tuyên bố trên Internet của quân đội Ukraine rằng chiến thắng đã gần kề. Qua các đợt tấn công của quân đội Nga những ngày qua, có thể thấy chiến thuật mà họ đang áp dụng khá linh hoạt. Sự kết hợp giữa tên lửa tầm xa và máy bay không người lái UAV gây ra sự quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine, làm giảm hiệu quả đánh chặn. Cuộc tấn công trong một ngày của quân đội Nga thường sử dụng khoảng 80-100 tên lửa các loại và khoảng 30 UAV các loại, trinh sát, vũ trang và tự sát. Cuộc tấn công không tiến hành cùng một lúc mà chia thành 3 đợt. Đợt thứ nhất thường sử dụng 20% lực lượng nhằm mục đích tấn công và làm bộc lộ các vị trí trận địa của lực lượng phòng không đối phương. Đợt thứ hai sử dụng khoảng 30% lực lượng nhằm chế áp các tổ hợp phòng không, mở đường cho đợt tấn công chủ yếu thứ ba nhằm vào các mục tiêu quan trọng của đối phương như các trung tâm chỉ huy, thông tin, cơ sở quân sự, năng lượng, giao thông vận chuyển. Sau 2 ngày tấn công bằng tên lửa và UAV, lực lượng phòng không bảo vệ các mục tiêu quan trọng đã bị suy yếu. Ngày thứ ba, quân đội Nga đã sử dụng không quân chiến lược với sự hộ tống của không quân tiêm kích tầm xa tấn công trực tiếp vào sâu trong hậu phương Ukraine. Đánh giá sơ bộ chiến dịch tấn công hỏa lực đường không trong 3 ngày qua, hệ thống hạ tầng năng lượng và các đầu mối giao thông của Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn coi đây mới chỉ là cảnh cáo, bởi họ chưa động đến các nhà máy điện mà chỉ đánh vào hệ thống truyền tải, các trạm biến áp dưới 750 kV. Kiev và nhiều vùng khác bị mất điện. Các hạn chế tiêu dùng điện áp dụng ở Kiev, Kharkov, Poltava và Sumy. Người dân Ukraine được yêu cầu không bật các thiết bị điện mạnh từ 17 giờ đến 23 giờ. Công ty điện lực Ukraine đã chia Kiev thành 3 vùng để cấp điện luân phiên. Vùng 1 từ 8 đến 12 giờ và từ 20 giờ đến 24 giờ. Vùng 2 từ 12 giờ đến 16 giờ và vùng 3 từ 16 giờ đến 20 giờ. Phòng không của Ukraine đã bị Nga đánh tan tác ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt nên không thể làm gì để ngăn chặn cơn mưa tên lửa của Moscow. Thêm nữa, khá nhiều hệ thống phòng không được Ukraine điều về hướng Nam, chi viện cho chiến dịch phản công ở Kherson nên các khu vực khác, trừ thủ đô Kiev vốn đã mỏng lại càng mỏng thêm. Nga đã sử dụng chiến thuật shock and awe, bàng hoàng và kinh hãi, y hệt như Mỹ và NATO từng thực hiện cho các cuộc tấn công Iraq, chiến tranh Iraq lần 1 và 2, chiến tranh năm 4 năm 1999. Với số lượng tên lửa lên tới hàng trăm quả, lực lượng phòng không Ukraine đã bị đơ vì quá tải. Qua đợt tập kích này, ai nghĩ Nga hết tên lửa thông minh thì hãy nghĩ lại. Moscow chuẩn bị cơ số tên lửa để săn bằng cả Mỹ, NATO cơ mà. Chứ với Ukraine thì nhằm nhò gì?